Ngân hàng. Đúng rồi, lớp chúng ta sẽ học cũng Washington, học khoa và vấn đề Gestalt Technology gì. Để học được cái tốt, cái Gestalt Technology gì vậy? Chúng ta phải cần có ông là Vũ Dương thành công và có ông trước. Chúng ta sẽ học cực nhanh về Vũ Dương và ông trong vòng 5 phút thôi. Thứ nhất chúng ta nhắc về anatomy. Anatomy của đường tiêu hóa tính từ phía sau của cung răng, tức là phía trong của ống hốc miệng, xuống tới cái rìa ngoài của cái ống hậu môn. Chúng ta sẽ bắt đầu ôn nhanh. Trong cái phần hốc miệng thì về phần anatomy chúng ta không có gì chú ý đặc biệt. Nhưng mà phần miễn dịch thì các bạn chú ý được rằng tất cả các amidan trong họng đều là một cái hệ thống miễn dịch rất là dữ dội, bảo vệ cho cái đường tiêu hóa và đường hô hấp của chúng ta. Cái đó nó nằm ở phần immunology. Chúng ta đang nhắc về phần anatomy trước. Thì anatomy của đường tiêu hóa chúng ta sẽ nhấn mạnh liền với cái thực quản. Anatomy thực quản người ta sẽ chia thành một ba trên, một ba giữa, một ba dưới. Sự phân chia này chủ yếu là để cho phẫu thuật, chứ không có ý nghĩa về các phương diện khác, bệnh học hay chẩn đoán hay điều trị gì khác. Về phương diện phẫu thuật thì một ba trên dễ mổ, một ba dưới dễ mổ, một ba giữa thì rất là khó mổ. Thậm chí mổ nội soi cũng như vậy, bởi vì nó có rất nhiều cơ quan quan trọng nằm ở ngay một ba giữa. Về phần physiology thì các bạn nhớ được dùng là cái thực quản chia thành hai đoạn, một đoạn trên là theo ý muốn và đoạn dưới là không theo ý muốn. Về phần histology thì nó cũng chia thành hai, hai ba trên thì histology của nó là squamous cell, cho nên khi mà bị ung thư thực quản mà đoạn trên thì chúng ta sẽ bị là squamous cell carcinoma, tức là ung thư tế bào gai. Còn nếu mà ung thư ở cái phần gần ở cái tâm vị thì nó sẽ là ung thư tế bào gai. Về phần hấp thu qua niêm mạc ruột thì các bạn nhớ được thể nước xếp này là sinh lý hay là sinh hóa, nhưng mà các bạn nhớ được rằng bất cứ cái thức ăn hoặc chất bổ hoặc bất cứ cái gì đó mà hấp thu được qua niêm mạc ruột, mà nếu mà cái trong đường phân tử nó vượt quá 6 gram đơn tông thì cái chất có trong kia sẽ không được. Còn nếu mà cái trường phân tử nó nhỏ thì nó sẽ đi về theo đường tĩnh mạch cửa rồi qua gan, sau khi qua chuyển hóa xong xử lý xong thì nó sẽ trở về tĩnh mạch cửa và đổ về tĩnh mạch. Về phần vi sinh thì các bạn nhớ hai ý thôi. Vi sinh thì chúng ta chia ra cái vi sinh ở trong hốc miệng thì các bạn chỉ nhớ con chắc tôi có pneumonia, còn lại hai con nữa thì các bạn không cần phải nhớ, đó là con Haemophilus influenza và con Moraxella catalaris. Hai con được tiêu chuẩn năm năm nhưng mà không có nghĩa gì cái lâm sàng cả, cho nên các bạn đừng nhớ được, chẳng cần học gì nữa cả. Chỉ nhớ một điều duy nhất là nếu bắt được cái con chắc tôi có pneumonia trong hốc miệng, trong họng thì các bạn chú ý được mình đây là một cái khả năng là bệnh nhân có sự nhiễm trùng nếu như hệ thống miễn dịch của cơ thể tốt, nếu hệ thống amidan tốt và nếu như bệnh nhân đó có bệnh lý nền đã có bị cúm hoặc là có cái bệnh lý nhiễm virus gì đó trước đó, hoặc là bệnh nhân có bị lao, hoặc bệnh nhân có tiểu đường, hoặc bệnh nhân có bệnh hệ thống thì lúc này cái viêm phổi do con viêm một cái tổ có nhiều mối nhà nó sẽ bùng lên rất là mạnh, đặc biệt là cái mùa Noel mùa Tết này thì người ta sẽ rất là dễ bị nếu mà cái không khí lạnh tràn về và có một cái sự xâm lấn trước của các con virus, đặc biệt là chồng lên con COVID-19 nữa thì rất là nguy hiểm. Rồi về mặt vi sinh của đường tiêu hóa thì các bạn nhớ được rằng trong đường tiêu hóa chúng ta có hơn 300 tỷ con Enterobacter sc. Con vi trùng này thì đa số nó lại cho chúng ta. Tuy nhiên nếu mà chúng ta bị nhiễm 5 con thuộc dòng họ Enterobacter sc này thì đây là kẻ thù của ta. Đó là Salmonella, Shigella, Yersinia, Bacilli và tất cả những con này đều là cái dụng tăng. Do đó một người nào đi cầu trong phân ra mà mình thấy được một trong năm con đó thì chúng ta phải biết được đây là con gì. Còn lại tất cả những con khác thì không phải là cái thuộc đều là mạng. Đó là chúng ta xong phòng vi sinh. Về ký sinh trùng đó bạn chỉ cần nhớ con dung lũa thôi, còn dung móc, dung ngơ hoặc là dung kim không cần nhớ. Dung lũa thì đặc biệt bạn nhớ đó là cái hội chứng lớp lớp, có nghĩa là cái ấu trùng của con Ascaris khi mà nó lọt lên phổi thì người ta sẽ có triệu chứng ho khan, đau và có cái hội chứng của cái nhiễm con ký sinh trùng, tức là tăng bạch cầu eosinophil rồi tăng IgE rồi bla 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 bla, đó là những cái gợi ý. Sau một ký sinh trùng về phương diện miễn dịch trên lý bệnh thì các bạn nhớ được rằng đối với đường tiêu hóa thì chúng ta sẽ có cổng vào và cổng ra. Cổng vào thì các bạn sẽ thấy được là ở miệng có hệ thống amidan và các cái hệ thống bảo vệ họng rất là tốt. Cổng ra thì chúng ta thấy được rằng ở quanh hậu môn chúng ta cũng có một cái hệ thống các cái mạch bạch huyết, các cái nốt bạch huyết cũng bảo vệ rất là tốt.
có nghĩa là chúng ta thấy rằng mặc dù cái ống hormone chúng ta có nhiều vi trùng như vậy, nhưng cái chuyện nhiễm trùng ở ống hormone là một điều không phải dễ bị đâu. Bởi vì chúng ta có hệ thống bạch huyết, hệ thống immunology rất là tốt ở các chế độ tự nhiên nói chung, bất cứ độ tự nhiên nào. Rồi như vậy chúng ta sẽ nhắc qua xong hết phần giải phẫu sinh lý, sinh hóa, vi sinh, mô phôi. Mô phôi thì nãy chúng ta đã nhắc cái histology rồi, còn về phần phôi thì các bạn nhớ dùng cho cái forget, midget và highget và cái sự quay của cái ruột thừa, tức là cái trên midget mutation. Thì các bạn vào trên Google hay là YouTube các bạn gõ midget mutation thì các bạn sẽ thấy được cái sự quay của ruột thừa và ta hiểu được sao cái ruột thừa mà nó về nó nằm ở chỗ phải. Tuy nhiên có một số người thì nó không nằm ở chỗ phải mà nó nằm ở giữa bụng ở hố chỗ cãi, thì chúng ta biết rằng đó là một cái sự gọi là malrotation of the midget, là gọi là sự quay gian dở của cái ruột thừa. Như vậy tất cả các mô của dương thần công ta đã ôm xong. Về của âm dương kinh ta phải ôm hết dịch đường tiêu hóa, thì chúng ta phải biết được rằng các cái gì xuất hiện của cận lâm sàng của đường tiêu hóa thì công thức máu không có ý nghĩa nhiều, ngoại trừ công thức máu để đánh giá sự xuất tiết tiêu hóa và đường của bệnh lý của đường tiêu hóa. Ví dụ như là bệnh nhân bị lét dạ dày, hay là bệnh nhân bị ung thư đường tiêu hóa, hoặc là bệnh nhân bị trễ, hoặc là bệnh nhân bất ung thư thực quản, bất cứ gì đó của đường tiêu hóa mà chúng ta cần phải làm cận lâm sàng, thì chúng ta cần phải tìm máu tương phân để coi có các bệnh lý của xuất tiết đường tiêu hóa và ung thư đường tiêu hóa. Về phần triệu chứng học của cái xuất huyết đường tiêu hóa thì các bạn nhớ là chúng ta không cần phải học về xuất huyết tiêu hóa có 4 độ 1, 2, 3, 4, mà các bạn chỉ nhớ là một set tennis là đủ. Thua một trái 15, thua hai trái 30, thua ba trái 40 và thua 4 trái 50. Đó là cách học tốt nhất khi chúng ta học 4 độ xuất huyết. Về phần công thức máu ta đã nói xong. Về phần các xét nghiệm, ví dụ như là tìm máu trên vòng cầu trong các cái mạch mất máu cold blood, thì chúng ta phải làm cái xét nghiệm gọi là quét Meyer. Rồi và các cái cận sàng khác thì nữa, thì chúng ta phải biết được là hiện nay thì cái chuyện chụp đường tiêu hóa bằng các thuốc cảm quan hầu như đã được giảm rất là nhiều. Không, chúng ta không còn sử dụng nhiều cái barium mirror mà tiếng Pháp gọi là được barbiturate. Chúng ta cũng không còn sử dụng cái barium barium mà tiếng Pháp gọi là lamotrigine. Hiện nay chúng ta không cần sử dụng cái đó nữa, bởi vì chúng ta đã có nội soi. Nội soi thì chúng ta biết được rằng cái endoscopy hiện nay rất là mạnh trong đường tiêu hóa. Chúng ta có thể soi từ miệng xuống tới manh tràng, và chúng ta có thể soi từ dưới hậu môn lên tới manh tràng. Còn lại 5 mét ruột non thì chúng ta không soi được, thì chúng ta sẽ có là endoscopy capsule, tức là trong viên nội soi. Ngoài ra chúng ta còn rất là nhiều kỹ thuật MSCT, MRI. PET scan thì không đánh giá được gì được nhiều hơn. PET scan thì đánh giá được ung thư xương, di căn xương, ung thư di căn phổi, ung thư di